bộ đôi trung vệ. Hai tiền vệ trung tâm Hữu Dũng và Lê Phạm Thành Long, cánh phải thuộc về Trịnh Văn Lợi và cánh trái là Lê Quốc Phương. Bộ đôi tấn công là cầu thủ trẻ Thái Sơn và Paulo Pinto. Như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu. Trận đấu tiếp rất nguy hiểm. Rất tiếc vừa rồi Henrio cánh phải cực kỳ trống trải, nhưng Henrio đã không thể quan sát thấy. Nguy hiểm! Đã có bàn thắng mở tỷ số cho các thủ tốt bên Bình Định, và người ghi bàn là Rafael Sơn. Lại hiệu quả có thể nói là tuyệt vời của tạt rất chất lượng của Đỗ Thành Thịnh, và nỗ lực tiếp bóng tuyệt vời của Hồ Tấn Tài đã mở ra một cơ hội rõ ràng dành cho Rafael Sơn. Lỗi thuộc về Thái Sơn, một pha phạm lỗi tiểu xảo gây ức chế với Henrio. Trong pha bóng vừa rồi, Henrio đã kiểm soát tương đối tốt. Nếu như gặp phải một cầu thủ nóng tính và có những phản ứng thái quá, chẳng hạn một tình huống đánh cùi chỏ vào mặt để phản ứng thì rất có thể. Một tình huống tấn công trực diện hay của các thủ tốt Bình Định, Hồ Tấn Tài cho rằng anh đã bị phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại đường truyền phát động tấn công rất hay của Trần Đình Trọng. Một pha bóng mà Đàm Tiến Dũng cũng đã đứng vị trí sai ở bên cánh phải. Lê Quốc Phương rất lắt léo. Quốc Phương nguy hiểm. Có vẻ như bóng đã chạm tay Trần Đình Trọng. Đã có tiếng còi vang lên và sẽ có quả penalty dành cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Ở trận đấu thuộc V-League, đó là một tình huống chạm tay rõ ràng của trung vệ Trần Đình Trọng. Cánh tay dang rộng và chiếm lợi thế. Hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Người đã bay người đánh đầu tạo nên quả penalty vừa rồi, đó là cầu thủ trẻ Thái Sơn. Thực hiện cú đặt lòng. Pinto! Không vào. Bóng bật cột dọc bật ra. Paulo Pinto thay đổi hướng dứt điểm. Và anh đã không thành công. Vàng sẽ băng vào. Cú đá căng rất nguy hiểm. Không được. Người bỏ lỡ cơ hội là Gustavo. Và người cứu thua vẫn là Đặng Văn Lâm. Một tình huống đã được dự báo trước. Và trời mưa sân trơn, nó đã khiến cho cú đá của Đàm Tiến Dũng trở nên cực kỳ phức tạp. Rất may là Top Bên Mình vẫn còn đó Đặng Văn Lâm. Không hiểu những cầu thủ phòng ngự của Top Bên Mình Định đã đi đâu và làm gì trong những phút đã qua. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống xử lý vụng về của Gustavo đã khiến cho cơ hội của Đông Á Thanh Hóa trôi qua. Và tình huống dứt điểm sau đó, chúng ta cùng xem lại, vẫn là Đặng Văn Lâm phản xạ rất nhanh. Nếu như đây là một trong những cầu thủ khéo léo và có kỹ năng xử lý bằng chân tốt, Hà Nội và Anh Gia Lai vẫn đang có tỷ số là không đều. Vừa rồi là tình huống phản đối của Hữu Dũng. Hữu Dũng là một cầu thủ rất nóng tính và một cầu thủ có thể nói là thường xuyên có mặt ở những điểm nóng với những tình huống tranh chấp hết sức mạnh mẽ. Rafael Sơn. Cú dứt điểm rất bất ngờ của Rafael Sơn, cú lắc phải và sau đó dứt điểm rất nhanh bằng chân phải chân thuận của Rafael Sơn. Nhưng Thanh Diệp vẫn chơi tập trung và đã có phản xạ xuất sắc trong pha bóng vừa rồi. Đây là một trong những tình huống xử lý sở trường của Rafael Sơn. Số 9 của Top Bình Định vẫn quyết định 2-0, 2-0 một cách dễ dàng cho Top Bình Định. Và Rafael Sơn đã ghi bàn. Cú đúp của tiền đạo người Brazil cho Top Bình Định ở trận đấu bán kết. Và bây giờ ở tuyến trên, Rafael Sơn đang tỏa sáng để giúp cho Top Bình Định hướng đến trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải 2022. Và Rafael Sơn đã có một tình huống băng cắt đánh đầu hoàn hảo. Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa có vẻ như đã mất kiểm soát, và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi hết sức nguy hiểm của Lê Phạm Thành Long. Người đang bị đau là Xuân Nam. Thank you.
tỏ ra rất đau đớn. Mất lạc khỏi đây, rõ nét. Rafaelson không có quả penalty cho dù Rafaelson đã ngã trong vòng cấm của Đông Á Thanh Hóa. Người đã va chạm với Rafaelson là Hữu Dũng. Cần một góc quay chậm. Rafaelson đã dứt điểm hụt trong pha bóng này, nhưng sau đó bóng bất ngờ đến được với vị trí của anh. Chấn thương. Rất hay, Hà Đức Chinh. Tình huống dứt điểm có thể nói là khá tệ của Hà Đức Chinh. Đầy đủ không gian và thời gian. Góc sút rất rộng, nhưng Hà Đức Chinh dứt điểm thẳng vào tay của Thanh Diệp. Việc thi đấu quá ít đã khiến cho Hà Đức Chinh mất đi cảm giác bóng và cảm giác ghi bàn. Đường truyền 10 điểm của Henrio, nhưng tình huống dứt điểm này thì không biết là cho Đức Chinh bao nhiêu điểm. Một pha bóng dứt điểm như một đường truyền về cho thủ môn. Henrio. Rafaelson. Không có việt vị và Rafaelson đã lần thứ 3 thực hiện tình huống dứt điểm là tung lưới. Chúng ta vừa được xem lại tình huống phối hợp giữa Henrio. Một tấn tài. Henrio! Tình huống nghiêng người cứa lòng sở trường của Henrio. Nhưng rất tiếc là bóng lại đi vào đúng vị trí mà Thanh Diệp đã chọn. Lẽ ra đó phải là một tình huống cứa lòng về phía góc xa gần với bóng. Hà Đức Chinh. Ghi bàn đi Hà Đức Chinh. Lần này là một đường truyền kiến tạo cho Henrio. Chúng ta cùng xem lại tình huống kiến tạo của Hà Đức Chinh dành cho Henrio. Không hề có lỗi việt vị với một cú hat-trick của Rafaelson. Nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm trúng đích của Đàm Tiến Dũng nhưng vẫn không thể vượt qua được sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Thủ môn của đội tuyển quốc gia vẫn cho thấy được sự chắc chắn và vững vàng trong từng khoảnh khắc, từng pha bóng. Cú đá chất lượng của Đàm Tiến Dũng. Một cú đá mù trong, bóng đi căng. Mạc Hồng Quân là Lý Công Hoàng Anh và Hà Đức Chinh. Lần này thì Hà Đức Chinh đã dứt điểm trúng đích nhưng lại chưa đủ khó để có thể có được bàn thắng thứ 5 cho Top Bình Định. Henrio đã đáp lễ Hà Đức Chinh bằng một đường truyền rất vừa tầm và tình huống băng lên bay người đánh đầu cũng là một trong những pha dứt điểm sở trường của Hà Đức Chinh. Henrio đã quan sát rất kỹ và thực hiện một đường truyền với ý đồ rõ ràng đưa trái bóng. Nỗ lực cuối cùng đến từ Đông Á Thanh Hóa. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng trận bán kết giữa Top Bình Định và Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số là 4-0 nghiêng về phía đội chủ nhà với một cú hat-trick của Rafaelson và bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 do công của Henrio.